Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán răng đầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay là trả lời thắc mắc của bạn Trần Vĩ Tiên. Bạn hỏi rằng một cái thửa ruộng nè, hình chữ nhật nè, có nửa chu vi, thì mình tóm tắt chứ các bạn. Tóm tắt nè, tóm tắt nửa chu vi là 120 mét, chiều rộng nè bằng 3 phần 5 chiều, chiều dài, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Tính diện tích cái thửa ruộng đó, diện tích cái thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét vuông. Thì khi các bạn gặp cái bài toán nè có nửa chu vi nè, hay là chu vi nè, nửa chu vi hoặc là chu vi nè, và chiều rộng nè bằng bao nhiêu lần chiều dài nè, thì các bạn nghĩ ngay đó là dạng tổng tỷ lệ hoặc là tổng tỷ số, được chưa? Ok chưa ạ? Rồi thì các bạn ở đây các bạn cần phải nhớ đó là nửa chu vi chính là dài cộng rộng bằng đề bài là 120, được chưa ạ? Nửa chu vi là dài cộng rộng bằng 120, đề bài cho. Tiếp theo chiều rộng nè bằng 3/5 chiều dài, thì rộng chính là tử số đó các bạn, là 3 phần, dài chính là mẫu số đó các bạn, 5 phần, biết chưa ạ? Rộng là 3 phần, dài là 5 phần, biết chưa ạ? Rộng nè, rộng 3 phần 1, 2, 3, 3 phần, dài 5 phần, 1, 2, 3, 4, 5, 5 phần. Vậy ở trên người ta cho gì ạ? Tổng. Vậy mình lấy hai thằng này cộng lại ra số phần của chiều dài và chiều rộng, được chưa? Thứ nhất ta lấy tính số phần bằng nhau, giải nha, giải số phần bằng nhau hoặc là số phần của chiều dài và chiều rộng, lấy 3 cộng 5 bằng 8 phần, được chưa ạ? 8 phần này chính là 8 phần của 120 mét. Rồi vậy muốn tính chiều rộng thì ta lấy số mét của một phần nhân cho 3. Rồi vậy mình ghi chiều rộng hình chữ nhật là, rồi số mét của một phần chính là lấy số mét của chiều dài và chiều rộng chia cho số phần nhân cho số phần của chiều rộng. 100 phép chia các bạn làm từ tay trái sang phải, 120 chia cho 8, 1 chia 8 không được, 12 chia 8 được 1, dư 4, hạ 0, 40 chia 8 được 5, 40 trừ 40 được 0, vậy ra 15, 15 nhân cho 3 ra 45 đơn vị là mét. Tiếp theo các bạn tính chiều dài hình chữ nhật là, ta lấy số mét của một phần nhân cho số phần của chiều dài, vậy ra bao nhiêu ạ? Ra 75 mét. Khi đã có chiều rộng và chiều dài thì các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật là, ta lấy dài 75 nhân rộng 45 bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn, và các bạn nhớ đáp số. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.